hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Như Sơn nào. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu siêu phẩm mới về bên em, thương hiệu Java. Đây là một trong những thương hiệu Ý mà hàng đầu về dòng xe đạp thể thao, được rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao. Và cái model lần này em giới thiệu bác là cái model của dòng Java, được cải tiến với cái mẫu thiết kế khung thiết kế theo khí động học lực và rất là nhẹ nhá. Tổng thể khung này, càng và cọc yên xe là đều làm từ hợp kim carbon. Và tổng thể xe là em chính giá là trên 7 cân thôi. Đây là một trong những cái dòng xe siêu nhẹ mà bên em mới về, với tích hợp với cái bộ group xe cao cấp chuyên nghiệp, group Shimano 1.5. Mà cái mẫu model này là mẫu model cao cấp nhất của dòng Java, model Filosi. Mà trước đây em có về một chiếc, nhưng mà trước là em đánh giá rất là mới tầm 95%. Và đặc biệt là chiếc xe Java Filosi là được trang bị thêm với hai cặp vành chính hãng của Mavic, một thương hiệu tên tuổi trong xe đạp thể thao. Và bây giờ xin mời anh đã chi tiết chiếc xe. Vâng, thì trên mình các bác, đây là các bác chỉ tìm hiểu trên website. Theo em tìm hiểu thì đây là một dòng xe đạp Java, thương hiệu đến từ Ý. Thì các bác chỉ cần gõ trên Google là xe đạp Java model Filosi thì nó hiện lên rất nhiều trang web chính hãng của dòng Java. Thì đây em vào một trang web tham khảo thêm là một Facebook của chính hãng xe đạp thương hiệu Java tại thị trường Việt Nam. Thì chiếc xe Java này có giá rất là cao quá nhá. Nó rơi khoảng tầm 29.900.000, xí xoát 30 triệu. Và đây là một cái mẫu dòng xe trải nghiệm đầy bứt phá trong một dòng xe đạp siêu đường trường. Và xe là khung carbon lắc lon, carbon lắc lon, lalo. Và cân nặng nó chỉ rơi khoảng tầm 7 cân 4. Đây, mẫu này em là mẫu model của dòng Java màu đen đỏ. Đây là website tham khảo chính hãng của Java tại Việt Nam đó nhé. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về dòng xe đạp Java model Filosi đến từ Ý. Vâng, thì ở video trước đây thì em có về một chiếc Java Filosi. Thì cái mẫu lần này em về là model cũng là của Filosi, mà được trang bị thêm với cái cặp vành hiệu chính hãng của Mavic. Thì như các bác biết thì những bác là đạp xe đạp lâu năm thì đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng về làm về vành xe đạp thể thao cho cái bộ xe đạp bon hơn, lực chấn gió rất là tốt và rất là nhẹ. Chiếc xe này em đánh giá rất là mới nhá. Xe chủ cũ đi rất là giữ gìn, nên là độ mới của xe gần như là tuyệt đối, trên 95%. Đây là một mẫu bứt phá của dòng Java, dòng Filosi, một trong những dòng xe đạp mà model xe dành cho những vận động viên chuyên nghiệp. Khung carbon lalo, xe được cải tiến rất là nhiều so với những model trước đây. Thu gọn của khung xe rất là nhỏ gọn, giúp cho bộ chuyển động của xe rất là tốt. Và bộ khung được thiết kế theo với bộ khung thiết kế khí động học lực, xe rất là nhẹ, chỉ trên 7 cân một chút thôi. Dành cho những các bác mà hỏi về những dòng xe đạp đua cao tốc bên em và vào dòng carbon cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng cao cấp của Shimano 1.5. Thì như các bạn biết thì dòng Shimano 1.5 là một trong những cái dòng xe road đua cao cấp hơn những cái dòng xe Shimano Tiagra, Acera, Gravit, Sora. Bên tay phải em được trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5, còn rất là mới, xe rất là ít đi được, chủ cũ rất là giữ gìn xe bác nhé. Càng carbon thiết kế theo cái vân 3D nổi dập khung trên cái càng xe đây, nhìn như một lưỡi kiếm ấy, nó rất là đẹp, thẩm mỹ, tính thẩm mỹ rất là cao. Và điều đặc biệt chiếc xe này thì được người chủ cũ nâng cấp thêm cái cặp vành chính hãng của Mavic Akashi khung. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm, rất nhiều các bác đạp xe đạp lâu năm ưa thích cái dòng xe vành cao cấp như vậy đây. Vành Mavic chính hãng.
tăm lá hẹ. Kích thước lốp 700x23C vẫn là kích thước lốp cơ bản chính hãng của dòng xe đạp thể thao road tour. Đây là một bước tiến đột phá của dòng xe Java, mẫu model Fidoshi full carbon, dành cho những các bác ưa thích những dòng xe siêu nhẹ và những bộ chuyển động của xe là chuyên nghiệp, sử dụng với bộ dây sơ âm sườn chạy âm bên trong khung rất là cao cấp. Carbon nano. Yên thiết kế thì yên dẹp, yên cao cấp, hiện đại, tính thẩm mỹ rất là cao, cũng là carbon. Yên chính hãng nguyên bản theo xe, cũng còn rất là mới. Xe sử dụng với gạt đĩa chính hãng của Shimano M5, đùi đĩa cũng chính hãng của Shimano M5, rất là cao cấp. Gờ đúc chính hãng của Shimano M5, ủ đa cũng của Shimano M5, được trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Thì như em giới thiệu trước đây thì đồ đúc của M5 là dành cho những cái dòng xe chuyên nghiệp rất là cao cấp, dòng do dòng xe road tour. Mayer đằng sau cũng là Mayer chính hãng của Mavic, Mayer hiệu vành Mavic nguyên bản theo xe. Rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng xe cao cấp, dòng xe đua nhẹ mà thiết kế với bộ khung khí động học lực, bên dưới cầm này sẽ bo tròn bám sát theo cái đường khung của xe. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 50. Đây là một chiều cao lý tưởng thích hợp cho các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. 1m63 đến trên 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 10 tầng lip, lên lip. Chuyển động rất trơn tru và mượt mà. Xuống lip, luôn một gờ đúc chính hãng của Shimano M5 và cặp vành cặp hiệu Mavic. Bên tay phải em là đùi đĩa M5, gạt đĩa M5. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru mượt mà, và hầu như hoạt động của xe là không một lỗi chi tiết của các bạn. Chiếc xe này đánh giá rất là mới, hơn so với trước, và đặc biệt là được nâng cấp thêm với cái cặp vành chính hãng của Mavic, đồ Group 105, bộ khung carbon nano, tổng thể xe chỉ trên 7 cân thôi, rất là nhẹ. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe thương hiệu Java Ý, model cao cấp nhất tại hiện tại, model Fidoshi, được trang bị với Group 105. Và cặp vành nhà Mavic chính hãng, xe rất là mới, giá trên 95%. Và xe có rất tốt bên em là giá rất tốt bên em là 16.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.